mọi người, tạm lại trong chế độ đấu rank nha. Ok, mình cũng quyết định cài lên ra. Thôi thì mình quyết định qua bên này. Quyết định cài lên cái gương. Liệu có khi nào mình quyết định cài lên huyền thoại không nhờ? Ok, cái đó vẫn chưa nào biết được rồi. Cái đầu tiên là mình phải đi kiếm cái súng đó. Có mình tay sập pét thưa à. Mấy khẩu quá gà gà không vậy. Pét mình đâu có biết chơi. Mà số 10 tôi cảm thấy nó rất nó yếu. Yếu xèo luôn. Vừa cài răn vừa đi nhặt mấy cái huy hiệu này. Công đôi việc mấy con. Nó có nhỏ quá không nhờ. Này mới nghe được của tôi. Ok. Tiếp tục là cài ra. Tại đang ở rắn vàng không? Cố gắng cài lên. Vàng một lên kim cương. Nó sẽ là một quá trình đối với tôi. Cái gì khác thì không sao cả. Nó chỉ là một việc có con. Vâng, bị người khác pro. Pro hướng tối. Biết chơi hơn tôi thế thôi. Thật mình thấy người ta đi, người ta toàn được kill được không, người ta toàn trên 5 kill, trên chục kill. Mọi người thấy tôi chưa? Tôi đi chả ra gì cả. Khí cầu quá xe. Nhưng khí cầu nó vừa thả đồ anh đây. Chỉ có thanh niên nào chạy tới. Nãy mình thấy cái bóng nào đó. Bóng nào đó nhẹ nhàng vụt lên đây. Ok. Tiếp tục là đi. Ok. Cái máy quay này dễ nhầm tưởng địch chưa nhỉ? U ba luôn ngó. Được của nó. Không có ai cả. Điện thu lọc dầu có ai không? What the? Ok. 5 cái hiệu, what the fuck. Nãy giờ kiếm được 5 hiệu nó luôn rồi. 5 hiệu cứ thế rồi hả? Giết kìa anh hai. Một con sạc ở đây. Mà tôi đang có linh cảm không lành. Thank you.
người bị hồng sát đấy nhờ. Toàn đạn không? Dầu fake đi các bạn ạ. Ok, tôi chỉ còn trong top 15 là ngon rồi. Nãy giờ ai dừng video vậy? The fuck? Nãy giờ tôi nói như ma nghe à các con. Bực mình đấy. Là mình đâu có dừng video đâu. Sao nó lại dừng? Trong 15 là cũng được rồi. Đây rõ ràng là chế độ đâu rành nhá. Lại hồng sát. Thôi x mặt 8 đi, là 94 đi. Điện rồi, cầm anh là 94 kia tầm cộng à. Cộng là không có ông ngắm. Ok. Ok, tầm 15 là ok rồi. Giết người đừng giết tôi nha. Ai giết người thì giết. Người đừng giết tôi được rồi. Ok nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ giết người đi. Tiếp tục giết người đi. Cho tôi vào top 10 nhá. Fuck. Giờ phải đi vô bo nè. Ồ, anh toàn chứ thu mà, bỏ chứ thu mà. Ok gì? Thu không? Bỏ chứ thu mà. Bỏ thu rồi. Bà nội có tiếng xe, có tiếng xe. Bà tiếng xe không ạ? À? Có tiếng xe. Có 10 nhá. Chú thôi mà, sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Sợ bị tụt sàn lắm. Ý không xin gì nhưng mà thôi. Chơi 11014. Ok, ai với người tiếp đây đừng giết tôi. Rồi, hãy với người đi, nhưng mà đừng giết tôi được rồi. Ok chưa? Thôi rồi nhá, vô bo rồi nhá. Bao rồi, ok. Chạy bao, bao nó thua về chỗ nào thôi rồi tôi sẽ tiếp tục chạy bao. Ổ nè. Thôi chạy không đi, hồi bác có chuồng. Không phải là mấy chó đâu. Không phải là mấy chó đâu mà cứ xông pha vào đúng không? Đúng rồi, top 10 rồi đó. Còn 8 thằng nữa thôi. Giờ top 5 là ok đấy nhờ. Top 5 là ok thế nhờ. Top 5 là ok thế nhờ. Trời trời trời. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Đóng thằng luôn.
kêu quả về nó bay vụt qua luôn. Thật luôn. Đó, nó bay cái lưng luôn. Trời ơi. Trời bò. Cứ quật nhậu cho đã đi. Cậu à. Việc của tớ là trời bò. Đi thì làm, tớ chạy bò giùm cho à. Ok ok. Hên hên. Ngọt kêu ngon lành luôn. Ui cà khịa này. Tôi thấy một người trên đó có cậu. Ok. Ok ok. Ở đó. Đùa nhanh thôi. Bò à? Sẽ qua bên này các bạn. Ok ok ok. Mình có bò bên nào. Ok ok. Bình tĩnh. Bây giờ rất bạc cần. Cần có ông. Đó. Ui. Cái thế nhở. Kệ kệ được 2 kill. Xong top 5 đó nhở. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết video mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và subscribe nha. Đoạn lấy cay lắm. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.